Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài Miền Nam thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2021. Xổ số Miền Nam hôm nay có các đài Tây Ninh, An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quay thử xổ số Miền Nam: Giải 8, đài Tây Ninh 2, 3, đài An Giang 8, 2, đài Bình Thuận 8, 1. Giải 7, đài Tây Ninh 6, 7, 9, đài An Giang 4, 3, 9, đài Bình Thuận 8, 1, 2. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn.